Hello mọi người, hôm nay thì mình sẽ làm về khẩu 9A91 Inmac. Bên team bạn thì không có team clan nào hết, mà mình thấy toàn xin với lại bướm các kiểu thôi. Vâng, trận này thì chúng ta sẽ cùng hái hoa bắt bướm nào. Khẩu 9A91 này thì mình đem cả set luôn, gồm mà Chris Inmac và DE Inmac. Đấy, một set luôn. Có xẻng Inmac nữa nhưng mình thích cầm cây Chris này hơn, nhìn nó khá là đẹp. Còn xẻng thì các bạn quá thân thuộc rồi, thằng nào nó cũng cầm xẻng. Đấy, bom luôn nhá, đậu xanh. Rồi một bé. Mày ngồi này, double kill. Ngọt sớt hả? Vâng, tìm bạn không biết là như thế nào. Đu còn một thằng. Vâng, anh em đã đẩy sang tới nhà thì chắc ở bên B thôi. Bom ở đây. Rồi mình nghĩ nó canh cửa lắm. Đấy, tương quả flash vào để che đi cái tầm nhìn. Vô đi. Rồi mình cũng sợ anh em ạ. Đấy, phải test trước cơ. Đâu rồi? Ui, nó đi đằng kia. Cày thế. Vâng, mình tính cho thằng kia nó vào, nó test thử trước. Vâng, có chết thì nó chết trước rồi mình thụt lại. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục nào. Vâng, team bạn hơi bị ấy nên team mình đẩy kinh quá mà. Vâng, chúng ta sẽ cùng đẩy lên liếm mạng thôi. Đâu rồi? Ủa ôi, đẩy mic kinh thế, cho mình ăn với nào. Anh em cứ ăn hết. Vâng, tuy nhiên ở trên khu vực cao hẻm A đã đẩy sang nhà bạn luôn rồi. Vâng, bạn ấy đẩy với thái độ cực kỳ là hổ báo. Rồi, cho mình ăn với. Rồi, hẻm A, cuối hẻm A, ấy chứ nhầm, cửa B à? Cái đậu xanh trong nhà. Quay nồi, nó clear team luôn ạ. Hay lắm DM. Vâng, chúng tôi gọi đây là chất. Đấy, cứ đẩy lên đi. Tham mạng này, cái tội tham mạng này. Đẩy lên nhà bạn này. Nhưng vẫn ăn được. Team mình bắn mạnh nào. Ok, trận này mình sẽ bắn cẩn thận xíu. Không để cái tính tham mạng nó làm mất đi cái tính lương thiện của mình. Đấy. À đủ. Ủa rồi. Nó tương flash các kiểu kìa. Hay lắm, đẩy sang nhà nó đi. Và chết sấp mặt lờ ra. Hẻm B thất thủ rồi bạn ơi. Đấy, rồi. Một được cân hai luôn, ghê thật. Cái khẩu 9A91 này thì mình bắn rất là thích. Tại vì sấy nó không có giật nhiều. Cơ bản là đam nó hơi bị bé thôi. Vẫn có thể ép đạn được bằng những khẩu AK hoặc M4 VIP. Nhưng không ăn thua. Rồi nó đặt bom ở B, à chứ nhầm ở A. Mà team mình thì chết sạch rồi. Khô lời. Con lợn này mày đi phía sau bố mày này. Nghe chân rồi. À nấp thế này. Rồi cầm đua tiêm pi. Rồi, clear team. Đâu, bom đâu? Ê, thời gian mẹ rồi, còn gì đâu. Trời ơi, tiếc thế. Pha clear team. Nhưng không thể gánh được. Nhưng không thể gỡ được bom. Cay. Và đấy đông người quá. Bắn nhau làm tốn thời gian. Ghê 666. Ôi, cảm ơn bạn nha. Bạn mà khen mình hay phỏng mũi và dễ sơ mà lắm. Ai mà khen mình một cái là mình bắn ngu ngay ấy mà. Ủa đậu xanh mới nói xong à. Rồi tính cho lên là ha ha nhưng không chịu. Rồi biết thế mình đi vào mic rồi đi vào B là đẹp. Rồi một pha hổ báo của mình đã dẫn dắt mình đi xuống chứ nhầm đi lên TV nhỉ. Rồi em cũng lần lượt nằm xuống hết rồi. Đấy, bắn đàng hoàng không bắn. Cứ đẩy lên người nhà người ta rồi ăn mạng các kiểu. Cái tội tham mạng là nó hay dễ nằm xuống lắm. Vâng, nó lên A hết rồi. Bây giờ lò mò vào hồi sinh làm cái gì? Đấy. Mình bắt đầu nghe tiếng chân ở dưới khu vực mic rồi.
Và nó hình như đang đứng bên phải của mic. Đấy, thiên nhiên này cũng nhận ra rồi. Bắt đầu đổi súng tanker để bắt cái thằng nấp bên này. Đấy, biết ngay cái tiếng chân nó lồng lõng vào tai. Mắc to luôn, thằng kia nó không biết đi chậm hay sao. Vâng, cũng không kịp cửa bom. Rồi, bị bắn chết luôn. Thế cho nó chất. Ok. Bắn đàng hoàng nào, đậu xanh. Bắn xăm xàm vậy. Rồi, đi mic đi. Đi mic cho nó nhiều kill. Đi hầm dễ bị cái thằng kia nó bắt quá. À, ủa ôi. Cái gì mà nấp vào bên cửa vẫn bị mất tiên này. Hư cấu không vậy? Vãi thật. Hay gà hay là lá đậu xanh. Khó hiểu đúng không? Rồi, kênh cho chắc vào nha. Úi dồi, nó cầm cái gì ấy. Đu. Một quả bom. Còn 14 tiết. Vâng. Còn 14 tiết thì làm được gì bây giờ? Em có đem kênh nó để nó khỏi chạy ra thôi. Rồi, đặt bom ở B. Để thằng kia nó đi vào cái là mình sẽ móc B. Ok, tầm này là vừa rồi. Đi chậm thôi. Đi chậm nói khẽ. Phải bước đi nhẹ nhàng. Như một cô gái 18 vậy. À, mày từ B chứ nhầm. Thằng này từ nhà sang. Đồng đội thì nó đặt bom rồi mà. À, tôi xong rồi. Kinh vãi nồi. Xẻo bướm. Vâng, kinh ấy. Một thằng thì cầm lục đầu bò. Còn một thằng thì nó lên trên đấy nó kinh. Kinh. Tại vì nó biết mình ăn mạng từ cái khu vực hầm rồi mà. Cày quá. Mày ăn mạng hơi bị nhiều ấy nhá. Ủa, TMP. Ơ, anh em đâu? Không ai đi theo mình. What the hell? Đồng đội, trời ơi. Đồng đội kinh vãi cả nồi. Lúc thì đẩy, lúc thì thủ. Chán thế. Rồi, bị TMP, chết nhầm, bị M4 giết. Hết sợ luôn. Nó nhảy qua mic rồi. Đi xuống hầm. Chật. Vâng, và đấy mà có đồng đội đứng cover sau lưng thì mình ăn cái thằng TMP rồi. Tiếc thế. Những quả chết mắc xàm. Mà khó hiểu đồng đội. Rồi, nó ăn luôn thằng kia rồi. Hay lắm. Rồi, tuyệt vời. Hay. Một pha ăn TMP. Chắc thằng kia nó cũng yếu rồi. Đừng để nó vào. Nó mà vào một cái thì khó lắm. Cái gì mà xuống hầm. Trời ơi. Vãi, thằng kia nó bảo xuống dưới. Xuống vào trong B. Đi mợi vào đây làm gì. Cứ đứng trên đấy mà kênh thôi. Nó bước vào là ăn ngay quả snip thôi. Rồi, như thế này khó rồi. Câu giờ thôi. Không ăn được đâu. Hay lắm. Tuyệt vời. Một pha cấu máu mà tương ngay quả bom. Xử lý quá là hay. Đấy, team Grand God thì thực sự người ta bắn rất là hay. Mình đi theo thì cũng học hỏi được khá là nhiều kinh nghiệm. Đấy, muốn chơi C4 hay thì phải đi theo những người hay. Thì xem người ta bắn như thế nào. Hoặc rồi. À, mày lượn xuống này còn lợn này. Thích đi mít cả. Còn một thằng vào hầm B. Khu vực cửa B. Cửa B thì như thế nào đây? Có đẩy lên không? Để mình đẩy lên. Nhìn thấy thằng trong hầm B bắt đầu đi lên rồi. Rồi, bắt đầu ra cửa B. Ok. Trời ơi, bị TMP nó giết. Ôi, tôi xong rồi. 50 tiết thôi. Anh em đâu? Hầm B yếu rồi. Mắt yếu luôn rồi.
ở dưới kia. Hay lắm, còn một thằng ở hầm B. Hầm B chết chưa nhở? Phần đấy mình không để ý là nó giết hay chưa. Cay đấy nhở, mình đi hơi bị muộn anh em ạ. Thằng kia nó cong mà nó không nói mình, nó cong mà nó không không bảo mình lên cover. Chán thế, đi một mình. Cái gì cũng nó cũng phải có đồng đội anh em ạ. Tại vì TMP bắn gần nó rất là bá. Hay lắm, thằng kia nó cũng yếu rồi. Kết thúc nào, đừng để nó bật kèo. Anh em cứ lầy nhầy quá anh em ạ. Đậu xanh, bắn thì bắn đàng hoàng xem nào. Bắn như kiểu là đói khát về mạng ấy. Rồi, tương bom flash các kiểu, hay lắm DM. Ủa ôi, nó đẩy lên. Mày đẩy lên này con lợn này. Thích đẩy à? Giàu nhất đây. Ô, ô. Ô, trời ơi. Một quả chết mắt giảm. Khó hiểu. Đậu xanh. Chết giảm ấy nhở. Mày nồi. Thằng kia nó ngáo ấy nhở. Vãi. Giảm thật đấy chứ. Khó hiểu. Rồi, ok, trận này bắn đảo hoàng này. Cái này thì là không thể chết được. Không thể chết xàm được. Ừ, bắn đàng hoàng. Ai bảo team nó tư tha mạng làm gì. Bắn đi thủ không lâu thủ đẩy lên nhà người ta. Đứng lên nhà người ta làm gì. Trong khi nhà thì nó vào nó bênh chảnh luôn rồi. B full, ok. B full à, B full thì làm gì bây giờ. Đi móc B là vào thủ B đây. Ôi ghê đấy. Kìa. Rồi hay lắm. Ôi TMP. Anh em đâu giết nó. Hay lắm DM. Mình đứng đây làm mồi câu để cho anh em loot hết. Còn đúng một thằng thôi. Không biết thằng kia nó đi đâu rồi. Bạn ơi, bạn đi đâu thì bạn lòi cái mặt ra xem nào. Trận này thắng rồi. Ba bắn với một thì không chột cũng què. Sao B không ai vào đứng cái này. Mình yếu máu mình sợ lắm. Sao bây giờ. Mình nghĩ rằng TMP nó sẽ còn tí máu. Chán thật. Chúng bắn với TMP thì cảm giác rất là khoai rồi. Tôi xong rồi. Nó lấp ló qua khe cửa. Nó cấu mình còn 7 tiết. Anh em đâu cover. Đậu xanh. Ôi trời ơi. Móc không được. Gần chết rồi. Thằng này gần chết rồi. Còn nó mình cấu nó mắc yếu lắm mà. 70 tiết. Đủ để cho các bạn có thể thịt nó một cách dễ dàng. Mừng sóng vì đồng đội, mà đồng đội thì lên chậm quá. Mình sẽ kết thúc clip tại đây. Các bạn xem này thấy hay thì các bạn đừng quên like và subscribe kênh của mình nhé. Bye bye các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau. Cái pha đấy mà cầm AK với TMP có khi lại ăn luôn ấy.